Xin chào cả nhà, em là Hương Linh đây. Hôm nay em ra vườn hái lá lốt vào làm chả cuốn thịt. Ngon lắm ạ. Cả nhà có hay ăn món này không ạ? Lá lốt của em đây. Một năm chả tưới bao giờ. Trồng vào cái chậu này nhàn lắm cả nhà. Cả nhà mà thích ăn lá lốt hay chả cuốn lá lốt hoặc là lá lốt xào với lại măng hay lá lốt rang cua thì cả nhà hãy mua cái chậu thông minh này về trồng, cứ vứt đấy nha, tưới mỗi lần đầu tiên khi trồng thôi, còn thì cứ để đó mà nó lên cứ vùn vụt thế này thôi ạ. Đó cả nhà xem, thế này là em đủ một đĩa thịt to ngon rồi đây. Thịt cuốn lá lốt rán ăn với bún ngon lắm ạ. Đây, những lá như này đủ tiêu chuẩn để cuốn đây, ngon lắm. Bên này thì em trồng xen cả với dớp dớp cá, lá dớp cá cũng to. Mỗi thứ trồng một ít cũng phong phú thực đơn trong gia đình ạ. À, đây như cái chậu này em mới trồng này, em trồng xuống lúc đó chậu cũng vẫn đang ướt thì em cứ để bỏ đó thôi, bởi vì trời mới mưa xong mà. Em bỏ nó em còn không tưới. Tính đến nay cả tháng rồi cũng chẳng tưới, nó vẫn thế. Không chết được đâu ạ. Giống này rất khỏe. Nên nếu như cả nhà thích trồng thì cứ trồng thử xem sao nha. Đây là mồng tơi em mới bắt đầu trồng lại. À, năm ngoái trồng rất là to, còn năm nay không biết nó có to được như năm ngoái không. Đó, đất mới làm và mới cấy được có mấy hôm, 2 hôm. Mồng tơi này em phải ươm hạt và gieo vào một cái khay, sau đó em mới nhổ ra trồng dần. Đúng ra thì nếu như mua được cái khay ươm hạt, chúng ta gieo mỗi hạt một lỗ thì khi chúng ta nhấc cả bầu ra trồng sẽ tốt hơn là như em gieo như mạ ở một góc, sau đó thì rứt lên, đứt hết cả rễ ra trồng lại. Mà mồng tơi cũng rất là dễ sống, nó vẫn to được thế này đấy ạ. 2 hôm nó bén rễ là nó tươi tỉnh lại ngay rồi. Đó, bên này nó được 2 hôm rồi, nó khỏe lại rồi, yên tâm thôi ạ. Cái chậu này em trồng khi đất nó như thế này, trong tình trạng như này thì cả một tháng em không cần tưới đâu. Nếu như cứ trời thời tiết mùa xuân như thế này, cứ ẩm ẩm như thế này, còn nếu nó nắng, trời nắng rất là gắt, chang chang lên thì một ngày em chỉ tưới một lần, mà cũng chỉ tưới sơ qua chứ cũng không cần tưới sục, bởi vì vốn dĩ cái thân của cây mồng tơi này nó giữ rất nhiều nước, nó mập mà nó giữ nước mỡ màng non, nên nó gần như có thể nuôi cây không cần đến tưới nhiều đâu, tưới nhiều có khi còn gục ngang thân thối luôn. Đây như chậu rau cải xong cạn thì em cũng trồng vào cái chậu này và cũng cứ để nó mãi cả tháng cũng không tưới đâu. Đó. Nhưng mà cứ qua một đêm nó lại ăn xương, sáng ra nhìn lá nó lại ướt như này rồi ạ. Đó, cây này mới trồng, mới cấy được khoảng độ nửa tháng thôi mà nó vẫn cứ mỡ màng thế này đây. Không có dấu hiệu héo, cho nên cả nhà cứ yên tâm về cái chậu thông minh này. Mồng tơi này cả nhà trồng thì khi mình mới bắt đầu trồng mình cho ít đất vào trong chậu thôi ạ. Sau đó thì cứ hàng tuần mình cho thêm đất. Đây nó cũng giống như trường hợp nhiều người phải vun gốc cho cây mỗi một tuần. Cũng giống như thế đấy ạ. Thì cây nó sẽ rất mập và khỏe mạnh. Không có hiện tượng như là chúng ta trồng mà nó bị sâu rễ quá là nó cứ thối cái thân, nó thối cái phần ngang mặt đất ấy, hỏng đi ạ.
Em trồng thì gần như là 100% là không bị chết cây bao giờ. Mà chúng ta tưới ít thôi vì thân mùng tôi rất mọng nước. Hầu như không phải tưới mấy đâu ạ. Chính vì nhiều khi chúng ta chăm nó quá thì thành ra nó lại làm nũng rồi nó lại yếu điệu rất là khó chiều tính. Đây là chậu măng tây của em được 7 tháng. À, chuẩn bị được ăn rồi. Đó, bây giờ nó đang có 4 thân rất là mập mạp. Đó. Chúng ta chỉ nên giữ 4 3 đến 4 cây mẹ, còn đâu nó ra thì chúng ta bẻ ăn hết ạ. Cây nó càng nhanh ra mầm măng cho chúng ta ăn. Ở bên này thì em mới ươm được 2 tuần. Ươm vào vỏ trứng. Ươm vào vỏ trứng thì nó tiện ở chỗ là chúng ta có thể mang ra và chúng ta trồng luôn được. Đó. Khá cao rồi. 2 tuần nó cao thế này đây. Bây giờ chúng ta phải buộc cho nó vào cái cây này, cây cắm này, nếu không thì nó sẽ bị đổ ngã xuống. 2 tuần khá cao. Cái vỏ trứng này nó cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cây non phát triển, gần như là chúng ta không cần phải cho phân bón nữa. Khi mà chúng ta ăn trứng thì chúng ta nên giữ lại vỏ. Chúng ta luộc lên hoặc là ngâm qua nước vôi cho nó tiệt trùng cái vỏ trứng, sau đó thì chúng ta đục lỗ. Đục lỗ và gieo hạt vào. Hạt thì chúng ta nên ngâm ủ trong cái hộp. Khi nó nứt nanh thì chúng ta mang ra gieo luôn, chứ không đợi nó mọc rễ. Mọc rễ thì trồng thì nó lại không lớn nhanh bằng khi mới nứt ra cái hạt thôi ạ. Thì khi chúng ta trồng vào vỏ trứng thì chúng ta nên đục lỗ. Chúng ta dùng cái đinh hoặc cái dùi xuyên qua và đặt vào cái khay trứng đấy. Sau đó chúng ta đổ đất chi bát vào và trồng luôn. Nếu mà chúng ta trồng với đất chi bát cũng rất nhàn, chỉ tưới con nước một lần rồi 2 hôm rồi mới tưới một lần, chứ không phải ngày nào cũng phải tưới, kiểm soát độ ẩm của nó vì đất chi bát nó giữ nước rất là tốt. Cái đất mà chuyên dùng cho hoa cây cảnh, rau màu ấy, rất dinh dưỡng. Sau đó được khoảng 1 tuần thì chúng ta mang ra vườn trồng. Ở đây cây này mới trồng được 2 tuần thì nó đã cao thế này rồi. Nhanh lắm ạ. Còn dàn bầu ở trên này thì em tiếp thêm đất cho nó ở những cái đoạn mà thân của nó tự nó mọc rễ ra. Đầu tiên nó chỉ thò khoảng một chút rễ thôi. Nó khoảng 1 cm rễ. Thế là em lấy cái hộp cho đất vào và đặt ở dưới chỗ mà nó ra rễ, nó thò rễ ra. Thế nó tự leo xuống, nó tự cắm xuống như này đây. Trên này mà nó cắm bây giờ phải đầy hết cái hộp rồi. Đó. Như thế này chúng ta tiếp thêm sức cho nó để nó nuôi được nhiều quả hơn. Chứ nếu mà chỉ dựa vào mỗi gốc của nó thì nó có vẻ như ra được ít quả là đã tàn dây rồi. Đây là phía trên giàn. Em cho nó leo lên trên cái lưới đen này thì nó mát. Mùa hè nó sẽ mát chứ nó không bị nóng bỏng như là những cái giàn phơi trực tiếp ngoài trời. Clip của em đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo ạ.